Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quan tường phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tranh thoát lúc qua canh ta. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tranh thoát đặng án mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tranh thoát từ sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quy mến ta đi biển mà. Ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phần mình kết thành. The Buddha advised five things should reflect on. I'm sure to age, I cannot avoid growing old. I'll get ill, it cannot be avoided. And I'm sure to die one day. And I must depart and separate from those I love. I own all my actions, good or bad, they are mine. They follow like a shadow all the days of my life. They follow like a shadow all the days of my life.